cái nghe qua nhiều của quay he phúc mà nhỏ tí tí mà học ngữ to mà quay nó thành nhỏ xí bắt đổ đi như cậu luôn ừ, đã chịu khó là con làm từ từ cho mình con cứ thành lặng mới cơ mạc lắm một tháng để lau á cứng chứ còn nặng nhà lắm đó. Bình thường cái mặt cũng đỡ đau nhưng là cái gầm bình thường đấy bình thường mặt nàng lắm đỡ đau cho mình nàng rất là nhạt luôn á nàng trầm mà nàng vừa luôn nó mới đầu lắm bị mụn trán mụn ẩn trán sâu lắm nè có viêm đây nữa đó thấy mụn trán lắm bắt đầu là mụn trán không đó mới đầu mới viêm đen đầu đen đi trán mà trắng bự ý sợ ừ nó sâu lắm luôn đau quá nè cực từ xưa xưa rồi quay rồi nè nó cứng lắm đó chị mụn nó sâu ghê đó cả cái chân nó dài ghê ha chân sâu lắm cái này không bị sẹo chị mụn đi lành liền một hai ngày lành liền cái miệng ngày hết chứ mấy chị thậm chí đâu có giáo đâu cái bé kim là chị yên tâm không có giáo không sợ chứ cái bé kim chứ kim mà trừ mà chỉ cái đâm cả mấy chục cái vô cũng 60 còn không có dấu gì hết chị kim là yên tâm luôn 60 em thấy giờ thấy mấy người mà bị farm lên chăm không em chăm hút còn mặt đâu có dấu đâu không có một cái dấu làm xong là cũng liền liền luôn cũng là cái mụn chuyển sâu đi lên chị thấy cái thôi có đủ cái kim đâu có đâm đi cái hộp mụn đó con đừng có gầm người lên con nằm thả lỏng đi con thả lỏng cả cơ mặt có người luôn hết sẽ ít đau hơn con gồng lên chứ còn đau là bắt buộc lắng đau như đứa nào con gồng lắng đau hơn nó mụn cứng quá về đây em sẽ kiểm tra cho cái gì có nội tiết cái gì nội giang đổ dầu trong người lỗ cũng đi từ lớp hạ bì dưới sau đi lên chứ mình đâu có làm chi được đâu nó hình thành từ dưới qua rồi có khác không có không khác à mụn đỏ mập cui đó mụn mập chạm làm cái miệng là cái gì đang sưng tùm lum khó thở lắm là con nặng là nó đỡ đau hơn với cái mụn con cứng đó không gồng người không gồng mặt để nó mày nó dễ ra hơn tôi cố gắng là chậm cái lần nhẹ đó do cái mụn con cứng bám có cái điểm bám đẩy ngay nặng không để lâu á không bị quá lâu rồi chị nè mùng đợt sau là sẽ để lâu nữa
Nếu ngày thôi mưa để ý đến trượt con ngày đừng có hiểu. Hiếu đang làm. Rồi uống nước con nào gì đó. À, bởi vì tỷ. Thủy đúng không? Cái dạng nó thì một. Chắc rượu uống nước đó, ấy đó. Mũi ai mũi câu hả? Cô này đầu đen không chứ. Đã luôn á. Bốt luôn. Bữa nay là đỡ đau, bữa trước không, bữa trước mủ nhiều nếu hơi đau lẫn đau cái cứng thôi mà nó sẽ không, nó không nhất, không nhất bằng cái bữa trước có mủ. Ra phía trước này đồ ăn nhiều lắm, ra phía trước ăn đi con, nhiều đồ ăn phía trước, ra trước rồi trái qua bên kia đường là có bò ná. Rồi là rửa ống rồi. Nhiều quá nè, bóp nhiều quá. Đầu đen mà găm cả cái mũi luôn á. Có học này nó đang xì, đúng dữ thôi. Sốt là xíu rồi con mình. Đây nào, đây nào. Nhìn cái chấm xíu á. Như là trướng gầu xấu cái chân á. Cái sau á, trận trầu lên. Nó xí xí nữa. Đang xì xong. Tí nó cô Hương á, đẩy cái này đi, đẩy cái này qua má nhé. Ừ, về xem. Con thả tay ra, con đừng có gầm, con đừng có gầm. Ráng cố gắng đi. Đen này. Rồi điểm khác. Cái này cho miệng. Đau là đổi chỗ xí. Miệng cứ không dây dây không vậy. Dạ, sau miệng cứ. Chứ hầu như là đẩy dễ lắm này, mấy đứa mà con mày mà đẩy ra dễ lắm. Đây là để đẩy ra gì hơn. Thấy vậy giờ hả?
tôi vẫn đổ cái mũ ra thôi, tôi một hộp nữa đây. Nó xuống đời xí. Cái làm liền xuống thử làm đi chứ, chị Hương đợi xí nữa. Nó chạy xuống gần xong rồi. Nhiều đứa ông làm liền quá không chịu điện trước đó. Còn có giờ điện nó chờ đợi một chút xíu thì không chịu xuống đợi xong làm. Đặt trước đây còn chờ về xuống đầu một xíu chứ nhiều lúc hết người ta đâu đi đâu. Là mình làm liền còn nhiều lúc đi xuống mà cũng gần xong rồi. Vì nhiều người họ khó mình phải nói đợi chứ nhiều khi xuống đợi người ta là nạt mình thế. Mày đợi xuống đời cũng nạt luôn. Không muốn đợi đặt trước mình đi sớm 50 phút rồi xuống làm liền. Không phải hút cả ngày bị điện thoại trước rồi. Đau quá cho bác nghỉ.